Người tình màn ảnh lần lượt đi lấy chồng, nam tài tử Lương Mạnh Hải U41 vẫn chăn đơn gói chiếc, bị đồn giới tính thứ ba nhưng hoàn toàn phủ nhận. Tuyên bố là không cặp thì cũng không có nghĩa rằng là không có ai cả, đúng không? Đấy, cái này tuyên bố thôi. Tức là mình cũng cảm thấy là mình cũng hơi ích kỷ, tức là bây giờ mình cũng đang chỉ là sống cho bản thân mình thôi, và mình cũng cảm thấy là cái cuộc sống này nó chưa có gì cần phải thay đổi cả. Lương Mạnh Hải từng gây sốt với official đẹp không gốc chết tại đám cưới của Minh Hằng. Mặc dù đã nên duyên với nhiều mỹ nhân Việt, nhưng nam diễn viên vẫn lẻ bóng ở tuổi U41. Lương Mạnh Hải không còn hoạt động nhiều trong lĩnh vực nghệ thuật. Thế nhưng khi đi dự đám cưới của người tình màn ảnh một thời Minh Hằng, anh vẫn chiếm trọn boss line bên cạnh cô dâu chú rể với vẻ ngoài đẹp trai không tuổi. Từng được mệnh danh là hoàng tử của màn ảnh Việt những năm 2008-2014, Lương Mạnh Hải đã tạo nên nhiều dấu ấn đậm nét trong nghề diễn với các bộ phim huyền thoại như Đẹp Từng cm, Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Vừa Đi Vừa Khóc, Hot Boy Nổi Loạn, Con Ma Nhà Họ Vương, vân vân. Thế nhưng nhắc đến sự nghiệp của nam diễn viên Hà Thành này, không thể không nhắc đến bộ phim đã tạo nên bước ngoặt sự nghiệp của anh, bộ phim Bỗng Dưng Muốn Khóc. Sánh đôi cùng Tăng Thanh Hà trong bộ phim Bỗng Dưng Muốn Khóc, Lương Mạnh Hải với diễn xuất chân thật ngây thơ đã đốn tim của không ít thiếu nữ. Thời điểm đó, bộ phim tạo nên một cơn sốt trên màn ảnh nhỏ. Nam diễn viên phải thừa nhận rằng anh đã trưởng thành lên kể từ khi dấn thân vào con đường diễn xuất. Cái nghề Nắng Cho Tôi Thành Đầm Lại không còn căng thẳng như trước, duy chỉ có sự háo thắng và quyết liệt thì vẫn còn. Hồi xưa tôi làm cái gì cũng thái quá, phản ứng cũng thái quá, buồn sẽ buồn thái quá, giận cũng giận thái quá và căng thẳng cũng thái quá. Hồi xưa tôi hay thất vọng, hay chán nản, giờ bình tĩnh hơn và nhìn mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Trong bài phỏng vấn, nam thần màn ảnh cho biết anh và Tăng Thanh Hà vẫn trong mối quan hệ tốt đẹp. Tuy nhiên vì cô bạn thân khá bận rộn nên hai người thỉnh thoảng mới có thời gian gặp gỡ nhau. Nam diễn viên cũng rất mong muốn được tái ngộ cùng nàng ngọc nữ trên màn ảnh. Anh tâm sự, nói về sự tái hợp thì cả tôi và Tăng Thanh Hà đều muốn, nhưng duyên chưa tới thì đành chịu. Nhưng biết đâu, sau này chúng tôi sẽ lại đóng vai vợ chồng lúc về già, biết sao được. Dù không thường xuyên xuất hiện nhưng cặp đôi vẫn âm thầm ủng hộ nhau trong các sản phẩm mới của đối phương, đặc biệt trong lễ ra mắt phim Hoa Hậu Giang Hồ do tài tử họ Lương làm đạo diễn. Cặp đôi đã có cuộc hội ngộ khiến khán giả vô cùng thích thú. Trả lời phỏng vấn tại sự kiện, nam diễn viên Hot Boy Nổi Loạn chia sẻ: "Tôi và Hà chat với nhau trên mạng xã hội còn nhiều hơn là cà phê cà pháo. Mỗi khi Hà cần thì tôi cũng đều có mặt. Bên cạnh đó, cả hai diễn viên cũng thường xuyên tương tác nhau trên mạng xã hội. Điển hình như khán giả thường xuyên bắt gặp những dòng bình luận của Lương Mạnh Hải trên Facebook cá nhân của Tăng Thanh Hà. Khi nàng ngọc nữ kỷ niệm 9 năm ngày cưới, nam diễn viên không quên để lại lời chúc mừng hạnh phúc của cô bạn thân. Tuy nhiên, hiếm ai biết rằng trước khi bán duyên với môn nghệ thuật thứ bảy này, nam diễn viên từng theo học tại Học viện Ngân hàng ngành chứng khoán. Ngoài ra, anh chàng cũng theo học một khóa về thời trang bên Mỹ, đồng thời từng làm phóng viên cho hai tạp chí tại Việt Nam. Giờ đây, thay vì làm diễn viên, anh thử sức ở lĩnh vực đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất phim. Đẹp trai, tài giỏi, trưởng thành. Thế nhưng Lương Mạnh Hải vẫn ở trạng thái độc thân vui tính. Trước đó đã có nhiều tin đồn về việc anh chàng thuộc giới tính thứ ba, nhưng trước nghi vấn này, nam diễn viên hoàn toàn phủ nhận. Nói về vấn đề này, diễn viên 8X chia sẻ: "Lập gia đình khiến tôi cảm thấy bị vướng bận và mất sự tự do. Tôi còn rất nhiều điều muốn làm nên có lẽ lập gia đình chưa phải dự định của tôi lúc này." Tâm sự về một tình yêu mà bản thân mong muốn, nam diễn viên Ngôi Nhà Hạnh Phúc muốn có một tình yêu kín đáo, là một người của công chúng. Có lẽ Mạnh Hải đã quá quen với những ồn ào nên anh mong muốn tình yêu của mình được bí mật, riêng tư và phát triển tự nhiên theo quy luật của chính nó. Nên duyên với nhiều diễn viên nổi tiếng xinh đẹp trên màn ảnh như Minh Hằng, Tăng Thanh Hà. Dù vẫn đẹp trai phong độ ở tuổi U41, nhưng nam diễn viên vẫn đang lẻ bóng một mình. Dường như chuyện tình cảm không gây ảnh hưởng đối với tài tử này, anh chàng vẫn vui vẻ và gần như không bao giờ nhắc đến chuyện tình cảm trên mạng xã hội. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện Ảnh.net là nơi dành cho bạn.